Trong video clip trước, chúng tôi đã phản ánh về thực trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn nhức nhối trên phạm vi cả nước. Vậy, mức xử phạt đối với hành vi này theo quy định của pháp luật cụ thể ra sao? Phạt tiền tới 100 triệu đồng, thậm chí là xử lý hình sự. Đây là các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Điều 15 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm quy định an toàn điện như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các hành vi vào trạm điện hoặc treo lên cột điện khi không có nhiệm vụ, thả diều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện, trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không, trạm điện, lắp đặt anten, biển quảng cáo tại vị trí khi bị đổ, rơi có thể va chạm vào lưới điện. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với các hành vi xây dựng hoặc cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, đốt rừng làm nương rẫy, làm mất an toàn vận hành công trình lưới điện, đổ, đắp, sắp xếp nguyên vật liệu, vật tư không đảm bảo khoảng cách và dưới dây dẫn điện của đường dây dẫn điện trên không. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với các hành vi điều khiển thiết bị, phương tiện hoặc các hoạt động khác vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp, chặt và để cây đổ vào lưới điện, tôm, ném, bắn, quăng bất cứ vật gì gây hư hỏng các bộ phận của lưới điện, nhà máy điện, xếp, chứa các vật cháy nổ, ăn mòn trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với các hành vi đào đất làm lún, nghiêng, đổ cột của đường dây dẫn điện hoặc thiết bị của trạm điện, nhà máy điện, nổ mìn gây hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của lưới điện, nhà máy điện, sử dụng phương tiện thi công gây chấn động làm hư hỏng sự cố lưới điện, nhà máy điện như máy xúc, máy ép cọc bê tông. Đối với hành vi mà vi phạm liên quan đến an toàn lưới điện gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chết người hoặc là gây thương tích cho đến 60% trở lên thì cái khung hình phạt có thể cao đến mức từ 6 tháng đến 5 năm tù. Như vậy, chế tài xử phạt đã được luật hóa rất rõ ràng. Thế nhưng, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện gây tai nạn điện vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào để giảm thiểu tình trạng này? Cùng Điện lực Việt Nam EVN News tìm câu trả lời trong video clip sau nhé. Quý vị nhớ đăng ký theo dõi kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ.